Chào các em, cô tên là Nguyễn Thị Như Hiền, giáo viên trường Trung học Phổ thông Long Ngũ Đông. Hôm nay, cô sẽ cùng các em tìm hiểu về chủ đề lịch sử lớp 11, Châu Á, Châu Phi và khu vực Mỹ Latin thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Chủ đề gồm hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là quá trình các nước đế quốc xâm lược châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latin. Nội dung thứ hai là phong trào đấu tranh chống xâm lược của nhân dân các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latin cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Trước hết, chúng ta bắt đầu tìm hiểu nội dung thứ nhất, quá trình các nước đế quốc xâm lược châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latin. Trong nội dung này, cô và các em sẽ tìm hiểu nguyên nhân nào đã thúc đẩy các nước đế quốc tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược ồ ạt trong thế kỷ 19. Nguyên nhân thứ nhất là do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư bản chủ nghĩa đã thúc đẩy các nước đế quốc tiến hành xâm chiếm và tranh giành thuộc địa. Đối với các nước đế quốc, thuộc địa chính là mạch máu nuôi sống cơ thể, là nơi đáp ứng cho nhu cầu xuất khẩu tư bản và tiêu thụ hàng hóa, nơi cung cấp nhiên liệu và nhân công rẻ mạt, cung cấp binh lính cho các cuộc chiến tranh xâm lược và cũng để thể hiện sức mạnh quân sự của các nước đế quốc. Dưới con mắt của chủ nghĩa thực dân, những vùng đất rộng lớn, đông dân như Trung Quốc, giàu tài nguyên khoáng sản như châu Phi, nơi có vị trí chiến lược quan trọng để phát triển kinh tế, cũng như thiết lập căn cứ quân sự ở Đông Nam Á, hay những vùng đồng bằng rộng lớn với nhiều loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao ở Mỹ Latin, chính là miếng mồi ngon để các nước đế quốc sâu xé. Bên cạnh đó, khu vực này thế kỷ 19, những quốc gia đang trong tình trạng kinh tế, khoa học kỹ thuật lạc hậu, chế độ chính trị khủng hoảng. Nên từ sớm, các nước châu Á, châu Phi, Mỹ Latin đã nằm trong tầm ngắm của chủ nghĩa thực dân, trở thành miếng mồi ngon cho các nước đế quốc sâu xé, xâm lược. Vậy, cơn sóng thần của chủ nghĩa thực dân đã ập đến khu vực này như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ở phần 2 nhỏ, quá trình xâm lược. Ở châu Á, Ấn Độ đã sớm trở thành thuộc địa của thực dân Anh. Từ sau cuộc chiến tranh thuốc viện năm 1842, Trung Quốc từng bước bị các nước đế quốc sâu xé. Kết quả là cuối thế kỷ 19, nhiều tô giới của các nước đế quốc đã được thành lập ở Trung Quốc, một quốc gia có nền văn hóa lâu đời, từng đi xâm chiếm nhiều nước láng giềng, nay trở thành một quốc gia bị chia cắt, mất độc lập. Thế kỷ 19, chế độ phong kiến ở Đông Nam Á suy yếu khủng hoảng do nội chiến, tranh chấp lãnh thổ, đóng cửa ngoại thương, do đó đã không chống đỡ nổi cuộc tiến công của các nước đế quốc. Cuối thế kỷ 19, Hà Lan hoàn thành xâm chiếm và thiết lập ách thống trị ở Indonesia. Đầu thế kỷ 20, Philippines từng bị Tây Ban Nha thống trị đã trở thành thuộc địa của Mỹ. Sau khi chiếm được Ấn Độ, thực dân Anh đã tiến vào Đông Nam Á, chiếm nhiều vùng đất như Miến Điện, Mã Lai, kiểm soát eo biển Malacca. Việt Nam, Lào, Campuchia lần lượt trở thành thuộc địa của Pháp vào cuối thế kỷ 19. Duy chỉ có Siam là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về chính trị. Ở châu Phi, cùng chung số phận, cuối thế kỷ 19, châu Phi cũng bị các nước đế quốc phân chia, nhất là sau khi Ai Cập khánh thành kinh đào Suez, nối địa Trung Hải với Biển Đỏ, mở ra con đường buôn bán nhanh chóng và thuận tiện từ châu Âu sang Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Bức tranh người thợ điện cầm sợi dây điện tính nối từ Cape Town đến Cairo, thủ đô của Ai Cập, đã cho thấy dã tâm xâm lược Ai Cập và châu Phi của thực dân Anh. Sau khi chiếm Ai Cập, thực dân Anh chiếm Nam Phi, bờ biển Vàng và nhiều khu vực khác ở châu Phi. Sau thực dân Anh, thực dân Pháp, Bồ Đào Nha, Đức,
Italia cũng đã đến châu Phi xâm lược. Đến đầu thế kỷ 20, việc phân chia thuộc địa ở châu Phi giữa các nước đế quốc đã căn bản hoàn thành. Khu vực Mỹ Latin. Từ sau khi nhà thám hiểm Colombo phát hiện ra tân thế giới, nhiều nước châu Âu đã đến và thiết lập sự cai trị. Trong khi thực dân Anh chiếm Bắc Mỹ, thì Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đã lập nhiều thuộc địa ở Trung và Nam Mỹ, truyền bá ngôn ngữ Latin. Do đó, Mỹ Latin là cách gọi thể hiện sự phân biệt với khu vực Bắc Mỹ nói tiếng Anh, cũng là cách gọi gợi nhớ lịch sử xâm lược vùng đất này của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Khác với các quốc gia châu Á, châu Phi, từ đầu thế kỷ 19, nhiều nước Mỹ Latin đã giành được độc lập từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trong cuộc chạy đua thuộc địa, Mỹ đã thi hành chính sách bành trướng ở Mỹ Latin bằng học thuyết Monroe năm 1823, đưa ra khẩu hiệu Châu Mỹ của người châu Mỹ để độc chiếm Mỹ Latin. Năm 1889, tổ chức Liên Mỹ được thành lập, đặt dưới sự chỉ huy của Mỹ. Năm 1898, Mỹ gây chiến với Tây Ban Nha để chiếm Philippines, Cuba và Puerto Rico. Đầu thế kỷ 20, chính sách cái gậy lớn và ngoại giao đồng đô la, Mỹ đã khống chế và biến Mỹ Latin thành sân sau của mình. Kết quả của quá trình xâm lược là, đến đầu thế kỷ 20, các nước đế quốc đã cơ bản hoàn thành việc phân chia thuộc địa và hầu hết các nước ở châu Á, châu Phi, khu vực Mỹ Latin từ những quốc gia độc lập đã trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc. Nhưng do sự phân chia thuộc địa không đều đã làm nảy sinh mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau. Đây chính là nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đầu thế kỷ 20. Mặt khác, các cuộc chiến tranh xâm lược đã làm nảy sinh mâu thuẫn dân tộc giữa các dân tộc bị xâm lược với đế quốc. Đây là nguyên nhân dẫn đến các phong trào đấu tranh chống xâm lược của nhân dân châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latin. Vậy phong trào đó diễn ra như thế nào? Kết quả ra sao? Cô cùng các em tìm hiểu phần thứ hai, phong trào đấu tranh chống xâm lược của nhân dân châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latin. 1. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc. Từ cuối thế kỷ 19, nhân dân Trung Quốc đã đấu tranh anh dũng, liên tục và rộng khắp chống đế quốc phong kiến, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc do Hồng Tú Toàn lãnh đạo. Đây là phong trào nông dân lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài từ năm 1851 đến năm 1864. Nhưng do đế quốc và phong kiến cấu kết, cuộc khởi nghĩa đã bị đàn áp và thất bại. Năm 1898, trong triều đình Mãn Thanh, một số sĩ phu như Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu đã đưa ra nhiều chủ trương cải cách về kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa như khuyến khích công thương nghiệp, xây dựng quản lý đường sắt, tiến hành khai thác mỏ, cách chức các quan lại tham nhũng, phát triển quân đội, khuyến khích du học. Tuy nhiên, cuộc vận động di tân chỉ diễn ra hơn 100 ngày thì thất bại do không dựa vào lực lượng nhân dân và vấp phải sự chống đối của thế lực phong kiến bảo thủ. Cùng năm 1898, khởi nghĩa nông dân bùng nổ miền Bắc Trung Quốc là phong trào nghĩa hòa đoàn. Do thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí, cuộc khởi nghĩa đã bị đế quốc phong kiến đàn áp đẫm máu. Sau sự kiện này, Trung Quốc buộc phải ký Điều ước Tân Sửu năm 1901, thực sự trở thành một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến. Đầu thế kỷ 20, điểm nổi bật trong phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc đó là hoạt động cách mạng của nhà yêu nước Tôn Trung Sơn và cuộc cách mạng Tân Hội năm 1911. Tôn Trung Sơn sinh năm 1866, mất năm 1925. Ông từng là thầy thuốc, tiếp xúc với tư tưởng phương Tây. Tôn Trung Sơn đã trở thành lãnh tụ của phong trào cách mạng Trung Quốc theo khuynh hướng dân chủ tư sản. Năm 1905,
ông thành lập Trung Quốc Đồng Minh Hội với cương lĩnh dựa theo học thuyết tam dân của ông, đó là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, với mục tiêu đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc, bình quân địa quyền. Năm 1911, để phản đối chính sách quốc hữu hóa đường sắt, Đồng Minh Hội đã phát động cuộc khởi nghĩa ở Phủ Xương, sau đó lan rộng ra nhiều địa phương. Cuộc khởi nghĩa đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ phong kiến Mãn Thanh, thành lập nhà nước Trung Hoa Dân Quốc, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Trung Quốc và có ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á. Tuy nhiên, cách mạng Tân Hội được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để do chưa đánh đổ đế quốc, chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á. Trước sự xâm lược của các nước đế quốc, nhân dân Đông Nam Á cũng tiến hành các cuộc đấu tranh bằng hình thức vũ trang. Nổi bật là những phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Campuchia và Lào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Các cuộc đấu tranh trên đã lôi cuốn đông đảo các tầng lớp tham gia, thành phần lãnh đạo đa dạng như cuộc khởi nghĩa do hoàng thân Sivotha lãnh đạo ở Campuchia năm 1861 đến năm 1892, cuộc khởi nghĩa của nhà sư Bukombo năm 1866 năm 1867. Những nhiều cuộc khởi nghĩa diễn ra trong thời gian dài trên 30 năm như cuộc khởi nghĩa của ông Kẹo Comadam năm 1901 đến năm 1937. Các cuộc đấu tranh diễn ra sôi nổi, quyết liệt nhưng đều thất bại. Tuy nhiên, thể hiện được lòng yêu nước, đấu tranh kiên cường và tinh thần đoàn kết giữa nhân dân ba nước Đông Dương. Là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị xâm lược, đó là nhờ vào đường lối cải cách đất nước của vua Rama V ở Siem năm 1868. Cuộc cải cách tuy không đưa Siem trở thành cường quốc như Nhật Bản, nhưng đã tạo điều kiện cho nền kinh tế ở Siem phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. Ngoài ra, cùng với đường lối ngoại giao mềm dẻo, lợi dụng vị trí nước đệm, lợi dụng tranh chấp giữa Anh Pháp, mà Siem đã bảo vệ được nền độc lập của mình. Vua Rama V được nhân dân Siem kính trọng. Hiện nay, đã có một trường đại học mang tên ông là Đại học Hoàng gia Chulalongkorn. Ba, phong trào đấu tranh của nhân dân châu Phi. Không chỉ bị biến thành thuộc địa, bị khai thác tài nguyên, nhân dân khu vực châu Phi còn bị đối xử tàn tệ, bị biến thành nô lệ, bị chà đạp quyền con người và phân biệt chủng tộc. Cuối thế kỷ 19, nhân dân châu Phi cũng tiến hành nhiều cuộc đấu tranh như khởi nghĩa của Abdelkader ở Algeria từ năm 1830 đến năm 1847. Cuộc khởi nghĩa ở Ai Cập do Ahmed Arabi lãnh đạo từ năm 1879 đến năm 1882. Khởi nghĩa ở Sudan do Muhammad Ahmed lãnh đạo từ năm 1882 đến năm 1898. Đã thu hút đông đảo nông dân tham gia, các nước đế quốc phải can thiệp mạnh và mất nhiều thời gian mới đàn áp được các cuộc khởi nghĩa. Tuy nhiên, do trình độ tổ chức thấp, lực lượng chênh lệch nên các phong trào đều bị dập tắt. Trừ hai quốc gia giữ được nền độc lập ở châu Phi, đó là Ethiopia và Liberia. 4. Phong trào đấu tranh của nhân dân khu vực Mỹ Latin. Đầu thế kỷ 19, nhân dân Mỹ Latin đã giành được độc lập từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, sau đó, trong thế kỷ 19, nhân dân Mỹ Latin tiếp tục đấu tranh chống chính sách bành trướng của Mỹ. Từ phong trào đấu tranh
chống đế quốc của nhân dân châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latin, chúng ta có thể rút ra được một số nhận xét như sau. Thứ nhất, các phong trào diễn ra liên tục, sôi nổi, kéo dài, rộng khắp ở nhiều nước, đông đảo nhân dân tham gia, cho thấy tinh thần yêu nước, nguyện vọng độc lập, tự do của các dân tộc bị xâm lược. Những phong trào đó chứng tỏ công cuộc xâm lược của chủ nghĩa thực dân diễn ra không dễ dàng và nhanh chóng. Thứ hai, do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan, hầu hết các phong trào đều thất bại. Thứ ba, tuy thất bại nhưng góp phần cổ vũ, thức tỉnh phong trào yêu nước, đoàn kết đấu tranh chống ngoại xâm của các tầng lớp nhân dân. Sau đây, chúng ta bước vào nội dung luyện tập. Câu 1. Nguyên nhân nào sau đây thúc đẩy các nước tư bản xâm lược châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latin thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20? A. Truyền bá văn hóa phương Tây. B. Thiết lập liên minh quân sự. C. Nhu cầu thuộc địa tăng cao. D. Xóa bỏ chế độ phong kiến. Với câu hỏi này, chúng ta suy nghĩ về nguyên nhân vì sao các nước tư bản lại tiến hành xâm lược châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latin. Nguyên nhân chính là do nhu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công từ các thuộc địa. Do đó, đáp án của câu 1 là đáp án C. Câu 2. Một trong những ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hội năm 1911 ở Trung Quốc là A. Đã buộc các nước đế quốc trao trả độc lập cho Trung Quốc. B. Làm suy yếu triều đình phong kiến Mãn Thanh. C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc. D. Đã giải quyết triệt để quyền lợi của giai cấp nông dân Trung Quốc. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nhớ lại ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hội năm 1911 ở Trung Quốc. Tuy chưa đánh đuổi được các nước đế quốc, chưa giải quyết triệt để quyền lợi của giai cấp nông dân, nhưng đã làm sụp đổ chính quyền phong kiến Mãn Thanh, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc. Do đó, đáp án của câu 2 là đáp án C. Câu 3. Các biện pháp cải cách của vua Ramana ở Sim cuối thế kỷ 19 có ý nghĩa nào sau đây? A. Gạt bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Anh đối với Sim. B. Gạt bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Pháp đối với Sim. C. Đưa Sim trở thành một cường quốc tư bản chủ nghĩa. D. Đưa nước Sim phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. Với câu hỏi này, chúng ta hãy nhớ lại cuộc cải cách của vua Ramana ở Sim cuối thế kỷ 19. Tuy giữ được nền độc lập tương đối, vẫn lệ thuộc về kinh tế đối với Anh, Pháp, chưa trở thành một cường quốc tư bản như Nhật Bản. Tuy nhiên, những cải cách về kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự của vua Ramana đã đưa nước Sim phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. Do đó, câu 3, đáp án của chúng ta là D. Câu 4. Một trong những điểm giống nhau của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 là đều A. Diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt, giành được độc lập. B. Diễn ra lẻ tẻ, rời rạc, thiếu tổ chức thống nhất. C. Làm thất bại âm mưu xâm lược của đế quốc. D. Nhận được sự giúp đỡ từ các nước bên ngoài. Qua nội dung chủ đề, chúng ta đã biết kết quả của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi đều thất bại. Nguyên nhân là do các phong trào diễn ra lẻ tẻ, rời rạc, thiếu tổ chức thống nhất. Nên đáp án câu 4 là đáp án B. Câu 5. Mục tiêu bành trướng của Mỹ từ đầu thế kỷ 19 là muốn biến Mỹ Latin thành A. Thuộc địa kiểu mới. B. Đồng minh tin cậy. C. Đối tác chiến lược. D. Khu vực thương mại tự do. Mục đích của Mỹ trong cuộc chạy đua tranh giành thuộc địa với các nước tư bản là muốn biến Mỹ Latin thành sân sau và thuộc địa kiểu mới,
Do đó, đáp án câu 5 là đáp án A. Như vậy, cô đã cùng với các em tìm hiểu xong chủ đề lịch sử lớp 11, châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latin thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Cô chúc các em mạnh khỏe và học tốt. Thân ái chào các em!